Lần đầu mang gạo đi xay và cái kết nguyên một nồi cháo nấu theo tổ tiên mách bảo thì sẽ như thế nào đây? Chuyện là mấy nay tự dưng tôi lại thèm cháo sườn, nhưng mà không phải là cháo hạt đâu, phải là cháo bột cơ. Thế lại lóc cóc đi mua gạo, mua cả nếp cả tẻ, nhưng mà chỉ xay tẻ thôi nghe. Không biết là chỗ mọi người còn có cái máy xay bột cũ như vậy không nhỉ? Chứ mình đi những nơi khác thì chỉ toàn thấy họ đóng túi bán sẵn thôi, chứ không có cái máy như thế này. Với cả nay mình mang ra xay nửa cân gạo thì chú ấy bảo là nếu mà nấu cháo ấy thì đừng chọn cái loại gạo mới quá, mà nên chọn cái loại gạo hơi cũ một chút xíu thì cháo mình nấu ra nó sẽ sánh hơn. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế nữa, nhưng mà nói chung là gạo của mình sẽ được xay 3-4 lần tới tận khi nào mà nó nhuyễn thật nhuyễn ra thì mới thôi. Cơ mà thật ra thì xay hơi vỡ cũng đã nấu cháo được rồi. Cho bạn nào cần thì một lần xay như thế này sẽ có giá là 10.000 nha, cũng rẻ đúng không? Còn đây xin trân trọng giới thiệu và khoe với các bác là cái lọ ruốc hàu mà tôi mới được tặng này. Đây là ruốc hàu của Ba Babi làm từ hàu ở ngoài Quảng Ninh ấy. Dịch này mà không đi Quảng Ninh được thì thôi làm tí ruốc ăn cho nó đỡ nhớ mấy chuyến du lịch vậy. Vừa mở ra đã thấy cái mùi hàu cực kỳ đặc trưng, thơm phết ấy. Màu sắc thì cũng hấp dẫn, kết cấu thì bông tơi, vị ăn đậm đà và sẽ hơi đằm một chút xíu, nên là tí ăn với cháo hoặc là với cơm thì cứ phải gọi là hết sảy con bà bảy. Ngoài ra thì sau khi tham khảo tôi thấy bao bì nó cũng hơi bị lịch sự nha, nên là nếu bác nào còn đau đầu vụ quà Tết không biết tặng gì thì có thể tham khảo em này. Rồi quay trở lại với công cuộc nấu cháo thì bước tiếp theo chúng ta sẽ trần sôi rửa sạch cái đống sườn thịt mà mẹ tôi đã mua ở Tương, đây là tầm khoảng 9 lạng ấy. Sau khi mà sườn đã sạch hết các bụi bẩn thì mình sẽ bắc lên bếp, cho vào một ít hành tím và phi đảo cho thơm. Yên tâm là cái khúc này vẫn chắc cú lắm, chỗ này tôi vẫn biết làm, nêm 2 muỗng hạt nêm vào, đổ nước rồi chuẩn bị ninh thôi. Nhưng mà ninh bằng bếp điện thì lâu lắm, cho nên khi mà cái lười nó đã trở thành bản năng thì tôi sẽ tìm cách nào mà nhanh nhất, đấy chính là phải ninh bằng nồi áp suất. À thì nấu bằng nồi áp suất công nhận là cái lúc xì hơi nó hơi rén một chút xíu cơ, mà về tốc độ với lại chất lượng thì khỏi phải bàn. Chỉ tầm từ khoảng 3 tới 40 phút tùy từng nồi thôi nhá là cái thịt của mình nó đã nhừ tươm rồi. Rồi từ đoạn này nó mới bắt đầu tâm linh nè, trong 5 lạng bột gạo thì tôi lấy 3, sau đó là hòa với nước lạnh trước. Xin đừng hỏi vì sao không đổ vào luôn, bởi vì đổ vào một cái mà nó vón cục toang nồi thịt của mẹ là thôi cũng xin vĩnh biệt cô. Rồi tới cái bước này hình như là có thể đổ luôn được vào ấy, nhưng mà tôi vẫn cứ ngựa ngựa muốn đổ qua dây lọc cho nó mịn, thật là mịn như là da em bé vậy. Xong rồi còn sợ bên dưới nó bị dính nồi rồi nó bị khê nữa cơ, nên là phải dùng một cái đũa khuấy 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 đều. Kết quả thế quái nào mà lại khuấy nhiệt tình quá bon nữa, thêm quả thịt siêu nhừ nên là cái thịt nó bị tữa hết ra khỏi xương rồi. Với cả cái đoạn này trông nó vẫn rất chi là ok đúng không? Cho tới khi là nêm nếm theo con tim mách bảo, thành ra là đầm quá lại phải cho thêm nước vào. Ok, sau khi đun liu riu tầm khoảng 10 phút cháo đã đạt thì mình múc ra bát và cho thật nhiều ruốc hàu ở bên trên. Mà đã là ăn cháo sườn thì làm sao có thể thiếu tiêu bắc với lại quẩy được, phải cắt vô cho nó đủ bộ. Mà nhìn sơ sơ trông cũng giống y như ở ngoài hàng dưới đó, trông cũng mờ lem phết đấy chứ. Điểm trừ đầu tiên mà mọi người có thể thấy ở cái nồi cháo nấu theo tổ tiên mách bảo của mình, đấy chính là cái chất cháo nó hơi lỏng một chút xíu, bởi vì cái màn cho hạt nêm với súp vô tội vạ hồi nãy. Cơ mà sau khi đã cho nước rồi thì bù lại cháo vừa miệng, đậm đà và siêu ngon luôn. Nó thơm, nó mịn và có vị ngọt từ xương thịt tiết ra. Phần thịt nhừ thì quyện lại với cháo cũng cực kỳ đỉnh, kết hợp với phần ruốc hàu mặn mặn thơm thơm hợp dã man, giống y như là tôi đã tưởng tượng vậy. Tôi thề là sau cái bát cháo này tôi phải làm thêm bát cơm nữa để ăn chung với ruốc hàu xem như nào, chứ không thì thấy cuốn quá. Cho bác nào tò mò thì cái hương vị của cái ruốc hàu nó sẽ khác bọt hoàn toàn so với ruốc gà với lại ruốc heo, với lại là nó cũng tốt cho sức khỏe nữa, nên là có cơ hội thì các bác mua thử ăn xem sao nha.